Chưa dùng sản phẩm Apetito thì lười ăn này, chán ăn và không chịu ăn, biến ăn, lười ăn bỏ bú, bố mẹ đều phải ép ăn. Nhưng khi mình biết đến sản phẩm Apetito thì mình đã dùng cho bé chai này là chai thứ 8. Thì hiệu quả của nó thì rõ rệt hẳn lên, là bé nhà mình là ăn nhanh hơn này, mình được ăn hay không khóc nhè và cũng không ho và cũng không nôn nữa. Bé nhà mình đã hết biến ăn, tăng cân đều, sức đề kháng đã được cải thiện rõ rệt. Giúp cho bé nhà mình ăn ngon hơn, chịu ăn nữa, không bớt về nhiều, Apetito là một sản phẩm giúp bé ăn ngon miệng mà tôi hài lòng nhất. Đây là sản phẩm khiến mình ưng ý nhất. Sản phẩm rất là tốt. Mình rất thích sản phẩm này. Các mẹ nào có con nhỏ thì nên sử dụng Apetito này nhé. Mình rất là cảm thấy vui và hài lòng khi đã dùng Apetito này. Nói chung là mỗi lần tăng một ký rất là mừng á, nên mình thấy sản phẩm rất là hiệu quả. Cảm ơn Apetito.